Thưa quý vị khán giả, có thể thấy là để tượng hình lên một mầm sống cho đến ngày đón một sinh linh chào đời thì đó là một cái quá trình đổi thay từ ở người mẹ từ thể chất cho đến tinh thần. Tuy nhiên mà nếu có sự chuẩn bị ngay từ thời kỳ đầu mang thai, thậm chí là ngay từ lúc dự định có thai thì người mẹ sẽ dễ dàng vượt qua những vấn đề về thai kỳ và sinh con được khỏe mạnh an toàn. Tiếp theo thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự thứ hai của chương trình. Chăm sóc sức khỏe cho bà bầu là điều cần thực hiện ngay từ những ngày đầu mang thai. Trong đó, ngoài chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho mẹ bầu suốt thai kỳ, thì việc khám thai định kỳ rất quan trọng. Thông thường, quá trình mang thai, mẹ bầu cần phải thăm khám ở các mốc quan trọng đầu thai kỳ, giữa và cuối thai kỳ. Ở 3 tháng đầu mang thai là giai đoạn thai nhi phát triển các cấu trúc cơ thể và hệ thống cơ quan. Cơ thể mẹ bầu cũng thay đổi, dẫn đến biểu hiện nhiều triệu chứng, ốm ngén, mệt mỏi. Giai đoạn này, mẹ bầu cần đi khám 2 lần để xác định tình trạng mang thai, tính ngày dự sinh và làm một số xét nghiệm để đánh giá sức khỏe của cả mẹ và bé. Khám lần đầu khi thấy trễ kinh 2-3 tuần, khám lần 2 lúc thai được 11-13 tuần tuổi. Trong 3 tháng giữa thai kỳ, tính từ tuần 14 đến 28 tuần 6 ngày, thai nhi phát triển nhanh, các triệu chứng ốm ngén giảm, nhưng xuất hiện các vấn đề khác như đau lưng, chuột rút, táo bón. Giai đoạn này, mẹ bầu cần đi khám thai đều đặn ít nhất mỗi tháng một lần. Nếu có biểu hiện bất thường thì nên đi khám bác sĩ. Ở giai đoạn tuần thứ 22, cần thực hiện xét nghiệm để sàng lọc dị tật thai nhi. Đến 3 tháng cuối của thai kỳ, cơ thể thai nhi dần hoàn thiện. Mẹ bầu nên khám khi thai nhi được 29-32 tuần tuổi, tái khám ở tuần 32-35 và lần tái khám tiếp theo ở tuần thứ 36-40. Trong 3 tháng cuối, bác sĩ sẽ xác định ngôi thai, ước lượng cân thai, khung chậu và tiên lượng sinh thường hay sinh khó. Ngoài ra, các bác sĩ sẽ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho bà bầu đúng cách và an toàn. Tuy nhiên, trường hợp mẹ bầu có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, xuất huyết, ra nước ối nên đến bệnh viện để thăm khám ngay. Thưa quý vị, một trong những bệnh lý có nguy cơ biến chứng thai kỳ đó là bệnh đái tháo đường thai kỳ. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể cho biết là bệnh lý này thường xảy ra ở đối tượng mẹ bầu nào, và với những mẹ bầu gặp phải những cái trường hợp như vậy thì chúng ta có cái chế độ chăm sóc như thế nào thưa bác sĩ? Đái tháo đường thai kỳ cũng là một cái rối loạn dung nạp mà thường xảy ra trong thai kỳ. Nó được định nghĩa là nó là rối loạn dung nạp gluco mới phát hiện hoặc là khởi phát ở trong cái thai, trong lần mang thai này. Và những cái đối tượng mà nhiều nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ đó là những đối tượng mà thừa cân, béo phì, có tiền sử mà bị đái tháo đường hoặc rối loạn dung nạp đường trong lần mang thai trước đây, hay là như lần này thì xét nghiệm có gluco niệu dương tính, hoặc là bệnh nhân có tiền sử, ví dụ tiền sử sanh con to trên 4 kg, hoặc là có những tiền sử sản khoa bất thường như tiền sử thai lưu lớn, sảy thai liên tiếp. Ngoài ra thì có thể gặp ở trong những cái trường hợp mà hội chứng buồng trứng đa nang, hoặc là tiền sử có anh chị em, bố mẹ anh chị em ruột của mình bị tiểu đường, những trái cây sấy khô. Đó là những cái thông thường để thay đổi trong cái chế độ, thay đổi lối sống cũng chế độ ăn uống của mình. Ngoài ra mình sẽ kết hợp với vận động và tập thể dục hợp lý. Còn đối với, thường sau khi chẩn đoán đái tháo đường, bác sĩ nội tiết sẽ tư vấn kiểm soát chế độ ăn. Nếu như chế độ ăn không kiểm soát được đường huyết thì mình sẽ sử dụng biện pháp điều trị là dùng thuốc. Thông thường với trường hợp đang mang thai thì mình sẽ sử dụng insulin nha. Dạ vâng. Vậy thì việc test tiểu đường thai kỳ thì có phải làm cái việc làm là bắt buộc trong quá trình mang thai của tất cả các mẹ bầu hay không, hay là chỉ những đối tượng mà có nguy cơ bị tiểu đường từ trước đó thôi ạ, thưa bác sĩ? Với những người mang thai thì cái việc xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái xét nghiệm thường quy nên làm trong tuổi thai từ 24-28 tuần. Bởi vì riêng cái việc mang thai là cơ thể mình đã có nguy cơ, có hiện tượng là đề kháng insulin, nguy cơ rối loạn dung nạp đường, rối loạn chuyển hóa đường sau ăn nhiều hơn những cái đối tượng bình thường khác. Và bởi vì đái tháo đường thai kỳ nó gây rất là nhiều biến chứng nghiêm trọng cho cả mẹ và thai nhi, nên tầm soát và định kỳ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, bệnh base down hay còn gọi là cường giáp thì cũng là một cái bệnh lý rất là thường gặp ở một số mẹ bầu. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân gây nên bệnh lý này và cũng như là những cái biện pháp mà để cho các mẹ bầu có thể phòng ngừa bệnh lý này ạ? Cường giáp trong thai kỳ thì thường có thể biết sơ về nguyên nhân của nó, thì
thường là khi mang thai tuyến giáp mình sẽ tăng thể tích và nồng độ hormone tuyến giáp nó cũng sẽ tăng lên. Do trong 3 tháng đầu thì là do cái nhu cầu hormone tuyến giáp của thai nhi phụ thuộc hoàn toàn vào cái hormone của mẹ, rồi tăng đào thải iốt, rồi ngoài ra thì cái thai nhi trong 3 tháng đầu khi cái nồng độ hormone HCG tăng cao thì nó cũng sẽ kích thích sản xuất hormone tuyến giáp, bởi vì HCG nó cấu trúc gần giống như hormone TSH. Và cùng với những cái rối loạn nội tiết thì dễ mẹ bầu sẽ dễ gặp đến những bệnh lý về tuyến giáp. Đồng thời thì mình hiểu rằng là cái iốt nó có vai trò rất là quan trọng trong việc tổng hợp hormone tuyến giáp. Mà khi mà nhu cầu hormone tăng cao rồi thận nó tăng lọc đào thải iốt thì dễ sẽ gây thiếu iốt và cái bệnh lý. Cho nên theo khuyến cáo là nên trong thời điểm mang thai nên bổ sung khoảng 250mg iốt mỗi ngày. Và nguồn iốt đó mình có thể bổ sung từ cái chế độ ăn của mình, từ muối iốt, từ cá biển hay các tôm cua hải sản nó cũng có chứa iốt. Đó là một cái biện pháp để giảm nguy cơ. Dạ vâng. Và với những trường hợp mà bị cường giáp như vậy thì nó ảnh hưởng trực tiếp như thế nào, gây ra những cái biến chứng như thế nào đối với mẹ bầu và có ảnh hưởng như thế nào đối với thai nhi ạ, thưa bác sĩ? Cường giáp nó có rất là nhiều ảnh hưởng đến mẹ và thai. Ví dụ như với mẹ thì nó sẽ có thể cường giáp nó nguy cơ gây thai sinh non, nguy cơ có thể có những bệnh lý kèm theo như tăng huyết áp. Còn ngoài ra là khi trong các quá trình chuyển dạ sinh nở thì có thể có những biểu hiện nặng, đó là cơn bão giáp, nó ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ. Còn đối với em bé thì khi hormone tuyến giáp nó có thể qua nhau thai, cho nên nó có thể gây hiện tượng cường giáp của em bé và gây rối loạn chuyển hóa của em bé sau này. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, có một câu hỏi của khán giả gửi về trên số Zalo của chương trình. Vấn đề này cũng liên quan đến việc tiểu đường thai kỳ đây ạ, thưa bác sĩ. Thưa bác sĩ, hiện tại là em đang mang thai ở tuần thứ 33. Tuần vừa rồi thì em có khám định kỳ, bác sĩ cho làm xét nghiệm dung nạp đường gluco qua phân tích nước tiểu thì có đường trong nước tiểu là 25ml/1 lít. Mong bác sĩ tư vấn giúp là vì sao xét nghiệm dung nạp đường glucose ở tuần thai 28 thì bình thường, đến tuần 32 lại có đường trong nước tiểu à? Mong bác sĩ tư vấn. Thứ nhất là cái dung nạp đường là mình làm trong tuần từ 24 đến 28. Lúc đó mình sẽ chẩn đoán là có rối loạn dung nạp đường hay là đái tháo đường thai kỳ hay không. Còn trong cái khám thai định kỳ mình sẽ vẫn làm xét nghiệm nước tiểu. Thì khi cái trường hợp của bạn này có đường trong nước tiểu thì phải coi thử xem là cái trước cái thời điểm mà bạn lấy nước tiểu để xét nghiệm, bạn có ăn uống đồ ngọt gì không. Tại có một số trường hợp là khi mà đường huyết của mình nó tăng lên tức thời do chế độ ăn thì nó cũng sẽ thải một phần qua nước tiểu. Ngoài ra thì mặc dù là mình xét nghiệm tầm soát dung nạp đường mình bình thường, nhưng cơ thể mình nếu mà cái lượng đường, lượng tinh bột mình cung cấp quá nhiều, mình sẽ vẫn có nguy cơ mình nó tăng lên trong những tháng cuối thai kỳ. Dạ vâng. Và cái việc mà ăn uống trong quá trình mang thai thì cũng là một cái vấn đề cũng hết sức được các mẹ bầu quan tâm. Bởi vì thường thì mang thai và đặc biệt là ốm nghén thì mẹ bầu thường là có những người thì thường rất là thèm ngọt, có người thì thèm chua. Đó, như vậy thì đặc biệt là với những mẹ bầu thèm ngọt thì cái việc này nó có ảnh hưởng nhiều đến cái việc tăng cái lượng đường ở trong máu hay không mà thưa bác sĩ? Đúng, thông thường khi mình cung cấp cái lượng đường quá nhiều vào cơ thể mình thì đường huyết của mình sẽ tăng lên tức thời. Nhưng cái cơ chế nội tiết của mình nó giống như nó đào thải qua nước tiểu hoặc là các chức năng khác thì nếu cân bằng đường huyết trở về bình thường chỉ làm cho đường huyết của mình tăng thoáng qua thôi. Nhưng mà nếu mà mình có những cái bệnh lý kèm theo thì nó có thể diễn tiến thành tiểu đường nha. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Mà có một câu hỏi tiếp theo nữa của khán giả gửi về trên fanpage của chương trình, mong được bác sĩ tư vấn. Thưa bác sĩ, em gái tôi năm nay 40 tuổi, mang thai lần đầu được 37 tuần. Tuần rồi thì đi khám thai, siêu âm thai cho biết là em bé bị nhau thai quấn cổ, đề nghị em tôi nhập viện để theo dõi. Xin hỏi bác sĩ tình trạng như vậy có nguy hiểm hay không ạ? Thưa bác sĩ, năm nay thì bệnh nhân là người mẹ mang thai được 40 tuổi và mang thai lần đầu được 37 tuần. Cái trường hợp này của bạn này là trường hợp con so lớn tuổi, cũng thuộc con quý con hiếm nên cũng lo lắng. Còn mình nghĩ là bạn ấy đọc kết quả siêu âm thì có thể là bạn ấy nhầm lẫn một chút
thì thường là trên siêu âm sẽ mô tả là dây rốn quấn cổ. Và các trường hợp dây rốn quấn cổ thì thường hiện tượng này nó có thể xảy ra bất cứ giai đoạn nào trong thai kỳ, là do cái cử động của em bé. Và dây rốn sẽ dài và trong cái môi trường nước ối nó có thể di động. Quan trọng là tại cái thời điểm bây giờ, ngoài cái siêu âm đánh giá thai nhau ối và còn làm những cái khác nữa để đánh giá sức khỏe em bé, ví dụ như đo monitor đánh giá sức khỏe em bé. Nếu như tình trạng sức khỏe em bé, tất cả các chỉ số đều trong giới hạn bình thường thì mình sẽ vẫn thăm khám định kỳ. Có thể mình siêu âm mỗi tuần một lần và đo monitor đánh giá tim thai em bé tuần một lần. Và đến tuần thứ 39 của thai kỳ, đó mình sẽ đánh giá lại tiên lượng chuyển dạ của sản phụ như thế nào rồi mình quyết định tiếp. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ với sự tư vấn vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Bác sĩ gia đình đang được phát sóng từ 15 giờ đến 16 giờ kênh BTV1 Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương với sự đồng hành của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp BKMS IDC. Và với chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì những vấn đề gặp phải trong thai kỳ. Nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này thì xin mời quý vị hãy gọi về số máy 02743 844-388 để được trao đổi trực tiếp với bác sĩ của chương trình, hoặc là quý vị có thể đặt câu hỏi qua số Zalo của chương trình 0966 339 279, hoặc là chúng ta có thể để lại những comment bình luận trên fanpage Phát thanh Truyền hình Bình Dương, fanpage BTV chuyên đề. Bác sĩ Nguyễn Thị Nhung sẽ giải đáp trực tiếp cho quý vị. Thưa bác sĩ, thời kỳ mang thai thì nhất là những tháng cuối của thai kỳ thì các mẹ bầu thường gặp rất là nhiều những cái vấn đề, đặc biệt là về xương khớp, đau nhức, rồi đặc biệt là khó ngủ nữa. Như vậy thì có những cái kinh nghiệm nào để mà các mẹ bầu trong việc phòng đau nhức xương khớp khi mang thai không ạ, thưa bác sĩ? Trong những tháng cuối thai kỳ, thường mẹ bầu gặp đau nhức, thường có thể đau nhức vùng thắt lưng, hoặc đau nhức vùng khớp háng hoặc trên xương mu hoặc là đầu gối. Thì nguyên nhân là do cái giai đoạn này là tử cung lớn, nó làm cho căng cơ cuộc sống thắt lưng, rồi trục cuộc sống căng lưng phải thay đổi để giữ cân bằng. Đồng thời cơ thể của người mẹ đã tiết ra những hormone làm giúp giãn những cái dây chằng vùng khớp háng, vùng xương chậu để chuẩn bị cho cuộc sinh. Do đó, để làm giảm những cái triệu chứng mà đau nhức cơ xương khớp, đau nhức lưng ở trong những cái tháng cuối thai kỳ này, thì mẹ có thể sử dụng một số biện pháp, ví dụ như trong sinh hoạt hàng ngày. Những bác nói là mình đừng có giữ một tư thế quá lâu, được đứng hoặc ngồi quá lâu, nên thay đổi tư thế mỗi giờ một lần, rồi kê chân, rồi có thể là massage ngâm chân nước ấm, rồi massage vùng lưng. Ngoài ra thì mẹ trong cái vận động hàng ngày mình nên chọn những cái giày mà phù hợp mang thai, sử dụng khi đi ngủ mình sử dụng những cái nệm mà chắc chắn làm cho mẹ thoải mái. Và dạ, vâng. Thường là những cái tháng cuối thai kỳ á, mình nằm tư thế nằm nghiêng đó, rồi kê một cái gối ở giữa hai cái khớp gối của mình, và có gối dưới bụng hoặc đỡ sau lưng nữa, làm cho tư thế thoải mái thì nó sẽ làm giảm những cái triệu chứng đau nhức khó chịu hơn. Nhưng mà trong những tháng cuối thì mẹ bầu cũng chú ý là những cái triệu chứng đau nhức đó, ví dụ đau lưng, đau chân dương vệ, mẹ xem thử xem có kèm theo những cái triệu chứng khác của chuyển dạ không, ví dụ như thấy bụng căng cứng từng cơn, hay ra nhớt hồng âm đạo, hay ra nước âm đạo. Thì có một số trường hợp là mẹ không cả cảm giác đau tử cung đâu mà thấy đau lưng nhưng mà đã chuyển dạ rồi đó nha. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, có những cái vấn đề mà cũng nhiều người hay thắc mắc, đó là cái việc kiêng cữ khi mà mang thai. Giống như là việc của những người dân gian ngày xưa, người ta hay nói là không nên nằm võng, hay là cho phụ nữ mang thai leo cầu thang này. Như vậy nó có phải là có ảnh hưởng trực tiếp gì đến cái việc mang thai, có nguy hiểm đến cho các mẹ bầu khi mang thai hay không, hay là đó chỉ là những cái lời khuyên của người xưa hay không ạ, thưa bác sĩ? Thật sự là những cái vấn đề mà nằm võng hay đi lên xuống cầu thang, thực sự nó không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe phụ nữ. Nhưng ví dụ như nằm võng, một cái võng đó nó có chắc chắn hay không, tại vì khi mẹ bầu cái trọng lượng cơ thể tăng cao, cột sống rồi thay đổi về tư thế nữa, khi bị chịu cái nằm tư thế nằm võng đó nó có thể gây đau lưng cho sản phụ, hoặc là có thể gây té ngã, hoặc việc lên xuống cầu thang, ví dụ lên xuống nhẹ nhàng những sinh hoạt hàng ngày thì không sao, nhưng mình lên xuống liên tục thì có thể là nó gây kích thích, nó gây đau lưng, đau bụng,
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, cũng có những cái thắc mắc của các mẹ bầu khi mang thai, thì không biết là trong quá trình mang thai thì cái cân nặng chuẩn để mà người mẹ nên tăng ở trong cái quá trình mang thai là bao nhiêu ạ? Trong cái quá trình mang thai thì cái mức độ tăng cân của người mẹ phụ thuộc vào cái cơ thể trạng cân nặng của mẹ trước khi mang thai. Ví dụ như cân nặng của mẹ trong giới hạn bình thường, tức là khi cái BMI của mẹ trong khoảng từ 18,5 đến 24,9 thì mẹ thường tăng là khoảng từ 10 đến 12 kg. Trong đó là 3 tháng đầu mình tăng khoảng được 1 kg rưỡi, 3 tháng giữa mình tăng khoảng 4-5 kg và 3 tháng cuối tăng khoảng 5-6 kg. Đó là thông thường. Rồi còn nếu như những trường hợp mẹ bầu và béo phì, BMI trên 25 thì mức tăng cân của mình trong thai kỳ chỉ khoảng 15% so với cân nặng trước đó thôi. Hoặc nếu như mình gầy quá, BMI thấp dưới 18,5 thì lúc đó thì mức tăng cân của mình sẽ khoảng 25% so với cân nặng trước đó. Nói chung là phải tùy vào thể trạng của người mẹ. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, còn cái vấn đề mà việc chế độ ăn uống khi mang thai cũng là một cái vấn đề hết sức quan trọng và được rất là nhiều mẹ bầu quan tâm. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể cho biết là những cái loại thực phẩm nào mà chúng ta không nên ăn trong quá trình mang thai, bác sĩ có thể chia sẻ với tất cả các chị em phụ nữ khi mang thai này. Khi mang thai thì lời khuyên dinh dưỡng với các mẹ bầu đó là chế độ ăn của mình phải đa dạng, đủ dinh dưỡng, đủ các nhóm thực phẩm đạm, đường, tinh bột và rau xanh. Còn về những thực phẩm mà kiêng cữ khi mang thai thì thường theo kinh nghiệm dân gian, thường kinh nghiệm dân gian nhiều hơn. Ví dụ như trong những cái tháng đầu thai kỳ á, mình sẽ kiêng rau ngót hay rau răm, đu đủ xanh, thì hay là một cái số chất mà theo kinh nghiệm có thể là gây con thắt tử cung như tí tô. Đó là những kinh nghiệm. Còn ngoài ra thì mình y học thì hiện tại là chưa có nghiên cứu rõ ràng những cái thực phẩm nào không được sử dụng. Chỉ có điều là những cái chất kích thích, ví dụ như mà trà, cà phê hay là những cái nước ngọt, những cái đó thì cũng hạn chế sử dụng. Dạ vâng. Và cũng có rất là nhiều mẹ bầu băn khoăn và cũng đặt câu hỏi về cho chương trình, đó là cái việc khi mà mang thai thì có những người mẹ lại không dung nạp được sữa và không uống được sữa, như vậy thì nó có nguy cơ gây thiếu chất cho thai nhi hay không? Vậy thì nếu đối với những cái trường hợp mà không uống được sữa như vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể bổ sung lại những cái chất cần thiết cho cơ thể khi mang thai ạ, thưa bác sĩ? Khi mang thai thì cái nguồn dinh dưỡng của mình rất là đa dạng và sữa cũng chỉ là một nguồn để cung cấp dinh dưỡng cho mình thôi. Ví dụ như mẹ không uống được sữa tươi, không uống được sữa bầu thì cái chế độ ăn của mình á, những cái chất dinh dưỡng ví dụ từ sữa mà cung cấp thì mình sẽ bổ sung thêm bằng nguồn khác, ví dụ tăng lượng đạm lên, thức ăn thực thịt, cá, trứng mình tăng lên, chứ không nhất định là mình bắt buộc phải uống. Dạ vâng, như vậy là không nhất thiết là chúng ta bắt buộc là phải uống sữa bầu đúng không ạ? Đúng rồi. Và thưa bác sĩ, cũng như là các loại vitamin bổ sung khi mang thai thì có phải là bắt buộc khi mà mang thai là chúng ta bắt buộc phải uống vitamin hay không? Bởi vì cũng có rất là nhiều mẹ bầu khi mang thai ốm nghén là không thể nào mà uống được các loại thuốc, đặc biệt là sắt á, rất là gây khó chịu khi mang thai, thưa bác sĩ. Đúng ạ, trong 3 tháng đầu thai kỳ uống sắt thì thường nó gây cảm giác rất là khó chịu và tăng cái cảm giác buồn nôn trong thai phụ. Cho nên là thường là nếu như mình không uống sắt được, nhưng nhu cầu của con mình và nhu cầu cơ thể mình cần thì mình sẽ phải bổ sung bằng những cái thức ăn mà chứa có nhiều sắt hơn, như thức ăn có màu đỏ như thịt đỏ, lòng đỏ trứng, rau củ quả có màu xanh đậm, ngũ cốc. Đó là những nguồn cung cấp sắt thay thế. Và ngoài ra thì ví dụ như những cái nhu cầu những chất khác cần thiết cho cơ thể như canxi, cần thiết cho sự phát triển cho xương, răng của bé chẳng hạn, thì mình cũng sẽ có những cái thực phẩm, ví dụ như thức ăn từ sữa nè, cua đồng nè, rong biển nè, nó cũng chứa rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Lúc này thì cũng có một câu hỏi của khán giả gửi về trên số Zalo của chương trình, mong được bác sĩ tư vấn ạ. Chào bác sĩ, tôi có cháu gái 31 tuổi từng chữa trứng bán phần cách đây 2 năm, điều trị tốt không để lại biến chứng. Nay vợ chồng cháu có ý định mang thai nhưng rất lo lắng về sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến việc thụ thai và nguy cơ mang thai trứng. Rất mong bác sĩ tư vấn cho trường hợp này ạ. Thai trứng bán phần là một cái trường hợp mà nhau thai phát triển bất thường, và cái tiền sử mà bạn đã có thai trứng thì có nguy cơ sẽ có thể lặp lại. Nhưng khi mà
mình trước khi mình mang thai thì cái chế độ dinh dưỡng của mình đã bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, trong đó quan trọng là acid folic. Và ngay khi mình thả có thai, mình có dấu hiệu chậm kinh thì mình phải đi thăm khám bác sĩ ngay để đánh giá được cái tình trạng thai của lần này. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, có một câu hỏi nữa. Thưa bác sĩ, em đang mang thai ở tuần thứ 32, bị tiểu đường thai kỳ tiếp 2, và hiện tại là cũng đã tăng thêm 20kg. Có người khuyên là em nên sử dụng men vi sinh để ngăn ngừa tiểu đường thai kỳ. Xin hỏi bác sĩ là có nên hay không? Mong được bác sĩ tư vấn ạ. Với trường hợp của chị là chị đã bị tiểu đường tiếp 2 rồi. Dạ. Chị bị tiểu đường tiếp 2 rồi thì còn bây giờ với vấn đề mà sử dụng men vi sinh thì nó men vi sinh nó không ảnh hưởng gì đến tiểu đường, bệnh lý tiểu đường thai kỳ hết, cho nên việc sử dụng men vi sinh nó không có hiệu quả. Vấn đề quan trọng của bây giờ của chị là chị đang bị đái tháo đường thì mình phải kiểm soát chế độ ăn và sử dụng thuốc, tuân thủ theo cái thuốc điều trị của bác sĩ nội tiết. Thưa bác sĩ, và cũng có những cái trường hợp mà các mẹ bầu khi mà thăm khám thì bác sĩ cho biết là hiện tại là em bé ở trong bụng thì đang bị nhẹ cân, và lúc đó thì người mẹ lại về bổ sung thực phẩm nhưng mà nó lại vào mẹ nó không một vào con. Như vậy thì nguyên nhân là do đâu ạ, thưa bác sĩ? Tình trạng thai nhẹ cân ở trong tử cung thì có, mình sẽ phải xác định đó là thai, kích thước của thai nó nhỏ hay là thai, vấn đề là thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Yeah. Thai, ví dụ như thai nhỏ thì có thể do cơ địa, do di truyền, và mình trong cái quá trình thăm khám của bác sĩ sẽ đánh giá, mặc dù bé nó nhỏ nhưng mà tốc độ tăng cân đều đặn bình thường và ít nguy cơ những cái biến chứng cho bé, mình sẽ vẫn theo dõi. Còn và mẹ thì chế độ dinh dưỡng sẽ hỗ trợ thêm để cho bé. Còn nếu mà trong quá trình thăm khám mà bác sĩ xác định là bé bị thai chậm tăng trưởng trong tử cung thì sẽ có hướng theo dõi khác và cần theo dõi sát hơn để chọn thời điểm chấm dứt thai kỳ. Thưa bác sĩ, em có thai được 6 tuần, đi khám thì cho kết quả là tim thai bình thường. Đến tháng thứ 10 đi khám thì bác sĩ nói là tim thai đã ngừng ạ. Và bác sĩ đề nghị là uống thuốc song thai. Xin bác sĩ tư vấn nguyên nhân của việc thai ngừng đập như vậy là như thế nào, và việc song thai thì có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không ạ, thưa bác sĩ? Mình có thể thấm thắt lại câu hỏi này thì có thể là bạn này ở tuần thứ 6 bạn đi siêu âm là có phôi, có tim thai rồi, và đến tuần thứ 10 để theo lịch hẹn của bác sĩ thì đến tái khám là đã mất tim thai và bác sĩ đã chẩn đoán là thai lưu và tư vấn cho bạn dùng thuốc để gây sảy thai. Thì với cái nguyên nhân thai lưu thì hơn 70% là mình sẽ không biết nguyên nhân, và còn lại thì có thể là do bản thân cái bất thường của cái phôi thai, bất thường trong cái quá trình hình thành phát triển phôi thai. Ngoài ra thì có thể một số bệnh lý truyền nhiễm hoặc là bệnh lý của mẹ nó cũng thể ảnh hưởng đến bé. Còn vấn đề bây giờ thai đã lưu rồi thì cái phương pháp đầu tiên đó là nếu bạn ấy không có những cái chống chỉ định thì sử dụng thuốc gây sảy thai nội khoa, thì bác sĩ sẽ dùng thuốc và thai nó khi dùng thuốc tử cung sẽ co thắt và đẩy thai ra tự nhiên thì sẽ không ảnh hưởng gì đến quá trình sau này. Còn trong trường hợp mà khi mà bạn đã sử dụng thuốc gây sảy thai mà không có đáp ứng thì có thể sẽ sử dụng biện pháp là hút lòng tử cung để hút thai ra. Như vậy là cái việc mà thai lưu, thai ngừng đột ngột như vậy thì nó cũng không có cái nguyên nhân cụ thể nào, đúng hay không ạ, thưa bác sĩ? Nguyên nhân nó rất là phức tạp và thậm chí có những nhiều trường hợp mình không có rõ nguyên nhân, tại tự cái quá trình phát triển của thai nó trong quá trình phát triển nó có những cái bất thường làm thai nó ngừng giai đoạn đó. Dạ vâng. Như vậy thì ở một cái giai đoạn nào, ở cái tuần thứ bao nhiêu thì mới gọi là thai ổn định và không gặp phải cái trường hợp này ạ, thưa bác sĩ? Thật sự là những cái trường hợp thai bất thường thường sẽ thai sẽ tự lưu sớm trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ. Và sau 12 tuần thì sẽ có ổn định hơn. Nhưng mà nó vẫn có thể gặp ở những cái giai đoạn thai lớn hơn nếu như thai nó có những bệnh lý kèm theo hoặc là bệnh lý của mẹ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, quay trở lại với những nội dung của chương trình thì trên thực tế là có rất là nhiều những cái yếu tố nguy cơ cao có thể phát sinh trong thai kỳ ở cả mẹ bầu và cả thai nhi nữa. Xin bác sĩ cho biết đó là những cái yếu tố nguy cơ nào và cái cách phòng ngừa như thế nào ạ? Đúng rồi, trong quá trình mang thai thì có rất là nhiều yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến mẹ và con, và những yếu tố nguy cơ cao đó có thể gây kết cục xấu.
Ví dụ cái nguyên nhân đầu tiên đó là cái yếu tố có nguồn gốc từ cái từ bản thân của thai phụ đó. Ví dụ như thai phụ tuổi lớn hoặc trên 35 tuổi hoặc là tuổi nhỏ dưới 18 tuổi. Khi nhỏ tuổi quá thì cơ thể chưa hoàn thiện thì dễ sinh non, sinh khó. Thai nhỏ, thai chậm tăng trưởng. Khi mẹ lớn tuổi quá thì có nguy cơ những bệnh lý bất thường về những sắc thể thai, nó còn sẽ xảy ra những bệnh lý khác, tim mạch, nội tiết. Rồi cái thể trạng của mẹ, khi mẹ béo phì hoặc là mẹ quá nhẹ cân thì nó cũng gây những khó khăn cho quan thai. Ngoài ra thì mẹ có những dị tật bẩm sinh ở đường sinh dục, ví dụ như tử cung đôi, tử cung hai sừng hay là có vách ngăn tử cung thì cũng dễ gây ra thai bất thường hoặc là nguy cơ sảy thai, sanh non nó cao hơn. Ngoài ra thì cái yếu tố mà liên quan đến những tiền sử, những bệnh lý của thai phụ. Ví dụ trước đó thai phụ có những bệnh lý tim mạch như đái tháo đường, tăng huyết áp hay bệnh lý basodo, hoặc là có tiền sử những chấn thương về khung chậu hoặc những bệnh lý truyền nhiễm khác thì đến khi lần mang thai này nó cũng sẽ nguy cơ. Ngoài ra thì liên quan đến cái tiền sử sản khoa, ví dụ tiền sử sản khoa sinh khó, rồi tiền sử lần trước mang thai đái tháo đường hay tiền sản giật, có tiền sử mổ lấy thai. Và ngoài ra thì tiền sử những thai kỳ lần trước có bất thường, ví dụ như thai lưu hay là sảy thai liên tiếp. Còn trong cái thai kỳ lần này thì có thể có những yếu tố nguy cơ cao từ mẹ, cả mẹ và thai, ví dụ như mẹ mắc đái tháo đường rồi, hoặc là những cái bệnh lý cấp tính, hoặc là thai, ví dụ như đa thai hoặc là thai ngôi bất thường, và nhau thai, ví dụ nhau tiền đạo, nhau cài răng lược. Những cái bệnh lý đó cũng sẽ làm cho cái thai kỳ mình tăng nguy cơ. Còn một đặc điểm nữa là đó là những cái đặc điểm về kinh tế xã hội với môi trường xã hội, về lối sống của sản phụ nữa. Ví dụ như lối sống sử dụng mà cà phê, thuốc lá, chất kích thích, và sử dụng thuốc trong 3 tháng đầu của thai kỳ mà không biết rõ, hay là cái môi trường làm việc độc hại nhiều hóa chất. Tất cả những yếu tố đó gộp lại nó sẽ làm cho cái thai kỳ có nhiều nguy cơ biến chứng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, và có những cái vấn đề mà rất là nhiều mẹ bầu thắc mắc là trong quá trình mang thai này cũng ảnh hưởng đến da dẻ, vẻ ngoài của người mẹ. Thì như là những người mẹ thì thường là làm việc nhiều, phải hay make up trang điểm chẳng hạn, thì như vậy thì có nên hay không, cũng như là cái việc mà nổi mụn khi mang thai thì chúng ta có nên sử dụng thuốc để mà điều trị mụn hay không mà thưa bác sĩ? Khi mang thai thì cái việc thay đổi nội tiết rồi sẽ làm cho da mình tăng sốc tố da, làm cho những cái bệnh lý ví dụ như dị ứng da hay nổi mụn nó cũng xảy ra thường xuyên hơn. Thì phòng ngừa những cái đó thì mình chủ yếu là mình giữ vệ sinh da. Và ngoài ra việc cái sử dụng mỹ phẩm hóa chất hay là sử dụng thuốc để chăm sóc da trong cái giai đoạn này thì phải cân nhắc kỹ, tại vì có một số thành phần trong những cái mỹ phẩm hoặc thuốc đó nó sẽ chống chỉ định cho thai kỳ, và nên tham vấn với bác sĩ da liễu trước khi sử dụng. Dạ vâng. Và thời lượng của chương trình thì cũng đã sắp hết rồi. Nhưng chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có những cái lời khuyên gì để mà giúp cho các mẹ bầu có một cái quá trình mang thai khỏe mạnh, an toàn thưa bác sĩ? Cảm ơn chương trình. Nói chung mang thai là một hành trình rất là kỳ diệu nhưng mà cũng đầy thử thách cho người mẹ. Và để mà quá trình mang thai của mình an toàn, khỏe mạnh thì qua chương trình này hy vọng khán trẻ sẽ hiểu hơn về những cái thay đổi khi mang thai, những cái bệnh lý thường gặp khi mang thai, từ đó mình có thể có lối sống, chế độ dinh dưỡng, vận động cũng như tuân thủ lịch thăm khám định kỳ để mình mang thai hạnh phúc, khỏe mạnh và kết cục cuối cùng là mẹ tròn con vuông. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Nhung đã dành thời gian đến chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.